Các cái mẫu ống nhòm uh, EK uh, 10x42 bản ED cấp 4 Chiếc này thì hiện tại thì em đang bán với mức giá là 2 triệu rưỡi các bác nhá 2 triệu rưỡi miễn phí ship và bảo hành 2 năm Chính vì một cái mức giá có thể nói là tốt như thế Thì uh, đi kèm theo là cái nô hàng lần này thì em về Nó cũng đã sắp hết hàng rồi Hiện tại thì em chỉ còn là 4 chiếc ở trong kho nữa thôi thì cũng nên video nốt và gửi tới cho các bác với bốn chiếc này làm sao mà chúng ta có thể xem và à, cân nhắc được sản phẩm chiếc này thì em đang bán với mức giá là hai triệu rưỡi nhé miễn phí ship và bảo hành 2 năm các bác nhận hàng để bóc hàng kiểm tra cho em minh hàng bên hàng em minh thì sẽ luôn luôn cam kết là hàng mới và hàng chính hãng một trăm phần trăm đó về cái thứ nhất là về cái mã hàng và về cái chất lượng kính thì với chiếc này chúng ta sẽ có là kính ED các bác nhé thiết kế kính ED và đặc điểm nhận dạng là một vạch xanh và một vạch đỏ ở trên cái vòng chỉnh nét này và em sẽ hướng dẫn cho các bác một chút về cái cách sử dụng của ống nhòm đối với cái chiếc này thì đầu tiên khi mà các bác nhận hàng thì các bác cứ phải bóc ra bóc hàng ra kiểm tra cho em thứ nhất là về kính kiểm tra bên ngoài này mở cốc mắt ra cho em kiểm tra kính này nó phải nét như thế này và nó sẽ không có một vết xước thứ hai là các bác đã kiểm tra xong thì các bác mở cái cốc mắt này ra cho em này mở ra này đó mở ra và sau đó là các bác đặt mắt vào rồi sau đó các bác gập cái thân ống nhòm từ từ cho em gập từ từ nhá các bác nhìn cố định vào một điểm đó các bác gập từ từ thân ống nhòm và sau đó là các bác chỉ việc đó là xoay để lấy nét thôi về cái cách dùng thì nó cũng cực kỳ là dễ với lại cái mức giá thì nó cũng cực kỳ là tốt giá hai triệu rưỡi thì trong cái phân khúc giá thì ni công hay là bút neo thì những cái chiếc của AK cây thì nó cần hết các bác nhá đó thì em cam kết cho các bác một điều như vậy khi mà các bác nhận hàng Uh, thì các bác test cứ cứ test thoải mái cho em, nét thì các bác nhận hàng đấy. Có vấn đề gì về cái sản phẩm trong cái quá trình uh, vận chuyển mà đến tay các bác mà chẳng may là nó bị rơi kính hay làm sao thì bên em sẽ cho quay đầu và sẽ gửi tới cho các bác một chiếc khác mới tinh luôn nhé. Bên em sẽ và trước khi gửi đi thì bên em sẽ phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Uh, xin lỗi các bác kiểm tra hàng trước khi gửi đi cho các bác này. Và bộ phụ kiện của chiếc này đây, bộ phụ kiện gồm một khăn lau này, một sách hướng dẫn và một phần một que đeo. Đó, các bác nào quan tâm đến chiếc này, à, chiếc 10 x 42 ED giá là 2 triệu rưỡi, miễn phí ship và bảo hành 2 năm. Bác nào quan tâm đến chiếc này thì có thể nhắc máy lên và liên hệ qua cho em mình qua hotline là 0347 808 219 hoặc là các bạn Zano inbox riêng à, qua cho em mình qua số máy này. Đó em ấy cũng dùng số máy Zano này luôn, mức giá em xin nhắc lại cho các bác là mức giá là 2 triệu rưỡi miễn phí ship và bảo hành 2 năm đối với cái dòng sản phẩm AirCade, đó, bảo hành 2 năm tức là làm sao, ở bên em sẽ bảo hành cho các bác tất cả những cái nỗi mà trong cái quá trình mà các bác sử dụng và trải nghiệm sản phẩm ví dụ như mà chẳng may nó có xước kính này hay là rơi kính hay là trục hay là gãy thân thì bên em sẽ hỗ trợ và hỗ trợ sửa chữa cũng như là bảo hành cho các bác làm sao mà cho cái sản phẩm nó được hoàn thiện hơn và nó tốt hơn khi trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng các bác nhé. À, còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo.